Ở đây mình có thấy những chiếc xe điện nữa cả nhà. Nếu cả nhà nào mà có đi du lịch ở Quy Nhơn á thì mình thấy ốc phở. Đây nha, đây là trung tâm vui chơi trẻ em. Anh của mình đã cho mình thấy một cái đường mới của Đề Di mình. Bây giờ là anh mình sẽ dẫn mình đi tới cái cảng Đề Di cái nhà. Qua cái bên sông. Ngày xưa thì bên này không có. Đó thì con quay đây nè, con quay bà con mình nè. Cái này đẹp gì, cái này ngon ha. Dạ, gửi hả? Em tưởng đâu là thả dây xuống thôi. Là nó tự bu vô. Mọi người phải có cái này vô đúng không? Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh viên của Sinh nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người á. Hôm nay mình sẽ đi tham quan ở Quy Nhơn cả nhà. Với lại mình đi coi thử coi ở đây có cái gì ha. Tại vì mình đang ở Bình Định đó cả nhà. Bây giờ mình đầu cách vô nha.
À, cái nhà ơi, Sinh đang ở Quy Nhơn nha. Mình đang ở thành phố Quy Nhơn cái nhà. Ở chỗ này thì mình không biết nha. Vừa rồi Sinh đã cho cả nhà thấy được một ít video của mình đó, để về cái cảnh ở biển Quy Nhơn là như thế nào. Tại vì mình đang đi xem thử coi ở Quy Nhơn có cái gì cho cả nhà xem ha. Một chút nữa mình sẽ dẫn cả nhà đi xem chợ ha, coi thử có cái món gì ngon ở đây không cả nhà. Giờ bây giờ mình không nói nhiều đâu, bây giờ mình đi ha. Mình đang đi bộ ở chỗ công viên đó nha, công viên gần biển đó, chỗ Quy Nhơn. Thì bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cái bãi biển ở Quy Nhơn cả nhà, để cả nhà xem nha. Đây là bãi biển ở Quy Nhơn cả nhà, nước thì đang lên đó nha. Bãi cát mình thấy cũng chưa có được trắng đó cả nhà, bãi cát hình như là chưa được trắng đẹp cho lắm đó cả nhà. Với lại người ta có làm cái phao để mà chỗ đó cả nhà, để mà mình nó không có bơi ra xa. Chiều cả nhà xuống đây tắm cũng đẹp nè, rất là im luôn cả nhà. Có nhiều người đi bộ nè cả nhà, thấy không? Bây giờ là mình sẽ đi mua ốc nha cả nhà. Mình thấy bên đây có một quán ốc rất là ngon á. Giờ sẽ mời cả nhà tới đó để mình coi thử ốc ngon nha. Thì đi mua cả nhà. Ở đây mình có thấy những chiếc xe điện nữa cả nhà. Nếu cả nhà nào mà có đi du lịch ở Quy Nhơn á, thì mình có thể đi những bạn đi phương tiện bằng chiếc này để mà mình ngắm cái bãi biển á từ đây nha cả nhà. Ngắm bãi biển của Quy Nhơn mình cũng đẹp nha. Mình thấy cũng khá dài á. Có ốc nào? Có cái ốc này nè. Đi cho mua quyết. Cái ốc phở thôi, bao nhiêu xíu? Ốc phở nhiêu xíu. Đây này cả nhà, bây giờ mình đã tới đây nè. Giờ mình coi thử cái menu đây nha. Ở đây cả nhà. Thì có nhiều con ốc nào? Nói chung là có rất là nhiều ốc luôn, ốc đồng có chưa cả nhà. Để chọn. Vậy là mình sẽ lựa coi thử cái gì ngon nha. Sao tỏi hay là
sao có tỏi. Xào rau muống không đúng không? Là sóc muống. Ông hôm nay xào rau muống lấy 50. Lấy phần 50. Rồi mời cả nhà nha. Bây giờ là mình có đi mua mấy cái này cả nhà. Đó, đây là nghêu, phải không? Nghêu gì? Hấp hạ xả. Nghêu hấp xả ha. Còn này là ốc len phải không? Ốc len dừa hả? Hấp dừa. Ốc len sò dừa. Sò dừa. Ốc bông tai. Còn này ốc bông tai nè cả nhà. Cái này này 60k. 60k phải không? 60 ngàn. Đó, cả nhà thấy không? Đó, giá cả thì nó cũng hợp lý cả nhà, cũng vừa đủ rồi. Bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức nha. Ăn lên đây. Thôi giờ mấy chị em mình, anh em mình nè. Cả nhà thấy không, ăn nè. Ăn ngay chỗ bãi biển này còn gì bằng cái nhà. Mời cả nhà ăn bóng tay nha. Giờ ăn thử miếng cả nhà. Mời cả nhà nha. Ừ. Đúng rồi. Hôm nay mình nếu mình xuống với làng mình á. Cũng ngon vậy. Hôm nay là... Nói chung là người ta làm sạch sẽ, không có sạch. Chạy dầm dầm thấy nó nuôi dê nhiều ghê, anh lên. Anh lết, ăn tăng thoải mái anh em mình ăn luôn. Ăn đi, ăn đi. Cái này là mình ăn cho vui cái nhà nha. Chứ còn mà ăn no ăn được không? Cái này chỉ là chơi thôi. Ăn vui thôi. Rồi, chấm cái nước mắm á. Vâng, mắm này ngon không? Bà ơi. Anh em đang cái này là cái nhà không? Ờ, mát mẻ ghê không? Chắc là mấy cái cây cảnh. Đó. Bà đi kiếm khủng hoảng nè. Mẹ kêu nghe ngồi về lắm. Ủa cái này phải có đũa à? Coi hả? Ờ, đũa cây ra. Đây hả? Đây nó không cho mình đũa cây. Điện với mẹ, điện với mẹ. Mời cả nhà nha. Ai vậy? Điện mẹ. Con gì vậy? Nghêu à? Ừ. Đấy. Điện nghêu, đọc nghêu ra cho nghe ra tới tới. Ừ, nhìn dọc bả đi. Mời cả nhà nha. Khi mà mình hút về cái nhà là nó ra là trời ơi, cái hấp xả ngon, cái nhiều xả nè. À trời, cái dạng à, rồi ăn cái ngon cái dạng. Mình đang ở siêu thị trung tâm Quy Nhơn cả nhà. Giờ mình đi thử trong đây có gì ha. Đi thử cả nhà. Đây cả nhà, đây là trung tâm vui chơi trẻ em. Quá đẹp cả nhà, có bự quá. Ngon. Trong đây rất là nhiều đồ chơi lắm cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn cả nhà. À, chào cả nhà nha. Bây giờ là anh của mình á sẽ chở mình á là đi tới một cái cảng địa chi. Có nghĩa là bây giờ mình đang ở Bình Định. Tại thì mình đi Quy Nhơn xong rồi, bây giờ anh mình á là sẽ chở mình á là ra một cái đường mới ở đây nè cả nhà. Bây giờ để cho cả nhà xem nha. Chứ mình sự là cũng không đặt ở đến đây. Đó, đây là cái đường mới nha. Anh mình đang chở mình qua cái bên sau. Ngày xưa thì bên này không có cầu đâu. Bây giờ anh sẽ chở mình qua đây để coi thử của mình nó có gì không cả nhà. Thank you.
mình nó đã cho mình thấy một cái đường mới của đề di mình. Bây giờ là anh mình sẽ dẫn mình đi tới cái cảng đề di cả nhà. Bây giờ mình đi thử nha. Bây giờ là mình sẽ vô cái cảng đề di nha cả nhà, để cho tất cả bà con cô bác ở phương xa nhớ quê nhà đó sẽ biết được cái quê hương mình đang thay đổi như thế nào. Mình đang vô cảng đó, để anh mình chở vô ha. Cái này cái cổng là mấy giờ đóng cửa lên hay là để ngoài luôn? Để ngoài luôn hả? Cho bây giờ anh sẽ chạy một vòng cho cả nhà xem cái cảng để gì của mình thay đổi thế nào như vậy. Anh sẽ làm một vòng thôi, coi sự thay đổi ở đây như thế nào. Đó, bây giờ cái cảng đi với mình thấy nó rất là nhiều rồi nha. Bây giờ mình sẽ chạy ra đó lên nè, chạy nhiều quá đúng không? Đó, giờ mình sẽ lạng ra đây. Đó, đã tới ngoài đó lên, tới ngoài đây rồi. Những cái xe đông lạnh họ sẽ chạy vô đây để mà lấy cá của người dân đó nha. Cái chỗ này thì anh mình nó nói là nó đang hoàn thành thêm một cái cảng đúng không anh? Vừa lái đến nằm treo lên dầu rồi, nghĩa là cái chỗ này là anh đó là sẽ cắt lên thêm, đang làm cái cảng thêm nữa. Đây là cái cảng gì lắm, đây là cái bờ kè không? Kè à. Đây là cái bờ kè của đời Duy cái nhà. Ở luôn rồi. Ở đâu? Anh mình nói là cho nó sẽ lắng luôn cả nhà, sẽ lắng cái bờ kè luôn. Bây giờ mình sẽ chạy hết cái bờ kè của đề di này coi thử nó có gì cả nhà. Ở đây là tất cả cuộc sống hàng ngày của người dân cả nhà, đang cho cả nhà xem. Chào cả nhà nhé. Bây giờ là hiện tại thì mình đang ở dưới chợ và thưởng thức một cái tô bún ở quê hương mình nha cả nhà, Bình Định chợ Đề Di. Ăn xong rồi thì mình sẽ bắt đầu dẫn cả nhà đi tham quan chợ Đề Di của quê mình như thế nào, thay đổi ra sao nha. Qua cái tô bún rất là ngon nha cả nhà, nhìn tô bún rất là ngon, có đầy đủ đồ ăn nha cả nhà. Tô này thì ở quê mà có 15.000 một tô thôi, với lại có rau nè cả nhà, họ cho mình miễn phí luôn đó, với lại ớt nữa cả nhà, rất ngon luôn ha. Còn mình thì có cái xương giò heo cả nhà, nhìn nó ngon quá trời luôn. Giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình nha. Vậy hay nào?
Bây giờ là mình sẽ dẫn cả nhà đi chợ Đề Di nha. Mình đang ở chợ Đề Di cả nhà. Để cho cả nhà xem thử chợ mình thay đổi nào nha cả nhà. Đi thẳng ngoài nè em. Thẳng ngoài chỗ này. Thẳng mít vô. Cái này giống quà nở không? Có mua cho mẹ không ta? Mua cho mẹ nữa. Dạ. Đó thì con quay đây nè, con quay bà con mình nè. Đây có vàng không? Đâu có đâu, quay cho bà con mình mà. Cá này đẹp, cá này ngon ha. Đây nè. 130 kg. 130 kg à? Mà nhìn nó là ăn cái gì? Dạ, gửi à. Đâu? Quay có người mới nữa ha. Có người mới theo. Bây giờ anh của mình á, anh mình sẽ dẫn mình đi ra bè để tham quan đó nha. Bây giờ là mình sẽ đi ra cái cảng Đề Di để mình coi thử coi ở ngoài này có gì thay đổi tiếp nha cả nhà. Anh mình nói là ở ngoài này có nhiều cái thay đổi lắm. Thì để mình mời cả nhà ra đây nha. À, cả nhà ơi, anh mình dẫn mình đang ở giữa cầu Đề Di nha. Chút nữa mình sẽ ra đó trải nghiệm nha cả nhà. Đây nè cả nhà thấy không? Đây là cái sự phát triển ở cảng Đề Di mình. Đây là mình đang ở giữa biển cả nhà. Đó. Bên kia cũng y chang vậy đó cả nhà. Bên kia cũng nuôi bè vậy đó. Đây hai bên nè cả nhà thấy không?
đó. Bà con mình bây giờ đầu tư với lại tập trung làm mấy cái gì ta, hào này nè. Đây là nuôi hào nha, cũng vẫn có nuôi cá nhiều lắm cơ nha, nuôi cá bè này kia rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ cho cái nhà qua bên kia ha, cái nhà thấy không? À, các nhà thấy không, đó là những cái lồng bè mà người dân đề di của mình nó đang tấp nập làm cái nhà. Các nhà thấy không, đây là những cái bè để mà nuôi hào nha. Họ sẽ cục dây dài xuống để nuôi hào. Đây là mới vô mùa thôi, anh mình nói đây là mới vô mùa hào thôi. Rồi để mình cho cái nhà xem cái thúng nha, cái thúng có cái máy chạy nha nhà. Các nhà thấy không, đó, cái thúng người ta chế cái máy vô để mà chạy, nó không có mũi như mình. Ờ, vậy thấy không? Bè rất là nhiều nha, lồng bè rất là nhiều cả nhà ơi. Đây đằng bên thôi. Có rất là nhiều người tới đây họ chụp hình như thế nha. Cả nhà thấy không? Bên đó rất đẹp nha, bên đó có bãi cát đó cả nhà. Bên đó có cái bãi cát rất là đẹp luôn. Có cái đường đi xuống luôn. Họ sẽ làm cái đường cho mình xuống đó luôn cho nó dễ. Các nhà thấy thúng không? Thấy thúng ra. Ở hai bên họ đều có người dân người ta nuôi trồng thủy sản này nghe nha, nuôi rất là nhiều luôn. Đây là hào nè, đó là cái cảng đề di. Thôi bây giờ mình sẽ để dẫn cái nhà đi ra đây trải nghiệm nha. Hiện tại thì mình đang ở dưới cầu nữa cả nhà. Cả nhà thấy không? Mình đang ở dưới cầu cảng Đề Di nha. Chà hầu kìa. Giống hầu này em nè. Chà giống được đen tí, chỗ này cũng được. Chà giống hầu á. Ủa. Hả? Nghe đánh hả? Mở ra đi. Cái này là sao anh tí? Ủa cái mắt. Đây là giống này. Giống là để cho buông vô phải không? Mình thả xuống là đỡ cho anh thành cái heo á. À cái này là cái giống. Cái này là cái giống, nghĩa là thả vô để cho nó bù lại không? Bắt đầu nó lớn. Bây giờ đây bà con người ta đang chuẩn bị thả giống luôn. Còn bây giờ anh mình sẽ dẫn mình ra ngay bè để mình trải nghiệm nha. Bà con mình đang làm rèn cái nhà thấy không? Em tưởng đâu là thả dây xuống thôi là nó tự bu vô. Mọi người là phải có cái này vô đúng không? Cái giống của nó đàng hoàng vậy. Thường thường nhiều người sẽ nghĩ là thả dây xuống thôi, bây giờ thả cái giống gì nè, thả nó vô là cho nó tự có hào đóng lại phải không? À, cái giống nhỏ này anh xíu đây ha. Dạ xíu đây cái nhà thấy không? Ở trong này có ra cái này có. Hiểu rồi, có nghĩa là họ ươm phải không? Giống như họ ươm giống như cho nó ra mấy này phải không? Thì cả nhà thấy không? Hào nhỏ xíu trong này nè. Có giống nó nhiều mấy cái mắt à. Có giống nhỏ xíu rồi nè. Có cái trong đó. Phải là giống hả? Chà dưới này mát lắm cả nhà ơi. Ai có ra đây trải nghiệm thì đi bằng thúng nè, để mình ra nè. Đó, anh mình sẽ dẫn ra coi sơ sơ thôi. Lúc này cũng trong rồi cả nhà. Bây giờ là mình đang ở bè cái nhà đó, anh tí của mình đó sẽ lấy mấy cái mẫu cho mình xem nha. Cả nhà thấy không, đây mặt mình đó là hào giống cả nhà, để em kéo lên coi thử nha. Đó, bây giờ anh mình lấy lên nè. Nhiều ghê anh ơi. Cái hộp ra mới ra vậy hả? Còn cả nhà thấy không? Đây là giống giống bự không anh? Vậy là giống nó to không? Nó còn chưa lớn nữa. Đây là mấy cái thẻ nửa tháng à. Nửa tháng à. Thời gian tới 3 tháng mới thu hoạch. 3 tháng mới thu hoạch luôn. 3 tháng người ta mới thu hoạch nha cả nhà. Rất là nặng luôn á. Bỏ ra lên tí. Quá trời luôn. Cái này mà nhắm chắc đâu biết bao nhiêu con anh tí. Một dây vậy đâu biết bao nhiêu con ha. Đâu biết đâu.
giống giống của nó là chín con, nhưng mà chín con hả? Chín con, nhưng mà nhiều khi nó tạo ra thêm đúng không? Khi mà nó ra rồi nó nhiều lắm. À. Nó lớn rồi nó nhiều. Hồi nãy là một nắp như vậy là một giống rồi. À, một nắp giống. Đây, một da của nó là chín nắp như hồi nãy. Khi mà nó bự rồi đầu cái ý là nó còn nằm trong cái kia phải không? Rồi khi mà nó bự ra là cái kia bể đi đầu nó bự ra. Nó tản ra nhiều giống hoa phải không? Đó. Trời. Cái này nặng lắm cả nhà, cái này chắc nặng tới cỡ như ta, cỡ mười mấy ký thôi. Một da như là con cỡ 5 ký. 5 ký ha. Nặng như vậy thấy nặng lắm á. Trời. Nhiều thứ. Nặng lắm cả nhà ơi, nói chung là nặng lắm. Rồi mấy cái hào ngay chỗ cái phao này sao anh Tý có thu hoạch luôn không? Đây nè. Mấy cái hào được rồi, chỗ cái phao nè. Không phải, nó đóng con phao là không phải. Tại dây, cái này tại dây là... À, cái này không phải cái dây, cái này quan trọng là cái dây đúng không? Dây. Wow, nhiều quá trời. 5 ký nè. Quá chị hào luôn cái nhà, nhiều lắm. Rất là nhiều luôn cái nhà. Wow. Cái này là bà con người ta mới vô mùa thôi cái nhà ơi, sau 3 tháng sẽ thu hoạch ha. Còn ở đó là mấy cái lồng bè đó là họ nuôi cá không anh Tý? Mấy cái lồng bè đó nuôi cá bóp. Cá bóp là kêu ở chỗ đó thì nuôi cá nè, bóp rất nuôi rất là nhiều loại cá, là mình nuôi cá gì nữa rất là nhiều luôn cái nhà ơi. Công kia qua đó đúng không anh? Bây giờ anh mình chở mình qua bên đó để mà xem người ta câu cá nha cái nhà, để coi thử coi bên đó có cá gì không ha, để cho cả nhà xem nha. Giờ mình đi ra cái nhà, đi cũng sợ chứ, đi cũng sợ gãy che thôi chứ, sợ chứ. Bà con người ta làm ở dưới cạn, ở dưới cái cầu cái nhà, thấy cũng nghiêm, tại vì nó sẽ mát, rất là mát nha. Giờ một lần thu hoạch, một lần mà thu hoạch chắc cũng ngớ ngớn anh. Ý là thu hoạch đó là lấy gì đựng vậy? Lấy thúng hả? Đây xem lấy thúng hàng cho chở thúng được. Cá bóp con. Cái này cá bóp con cả nhà ơi. Bóp con quá trời luôn. Wow. Để anh xúc rồi, xúc. Cái này là bà con chín cá rồi. Ở trong cái dòng ống này.
của anh. Dạ, cái này cá liệt anh. Có mấy con ngoài. Chờ ai biến không? Chưa có lo. Cái này muốn. Ngoài cái này ra còn cá nào khác không anh? Con có vàng câu đó. Dính dính là dính cá rồi. Sải hơn. Nó sợ quá biến rồi. Ở đây câu cá mát kia hả anh? Anh thấy cái chỗ này là người ta chưa vô lòng không? Chưa thể giống thể lòng. À cái anh mình nói là cái chỗ này là đây là cái ô mới. À chưa vô lưới. Cho nên mấy anh ông anh nó tới đây để trải nghiệm câu cá này cái nhà. Mát quá, trời mát luôn. Mấy màu câu ghe hay cái hồng nhé. Cái này nghiêm cây gì em? 3.000 á. Là chạp đến đây cả nhà, là chạp đến ô cái khách không ít. Mẹ chị giờ đi bán ké không? Có gì bữa sau mẹ chị 3.000 cây thôi, mình lấy một ít cây mình ăn ha. À, mình định chắc biết cái này rất ngon cả nhà. Dạ ăn cái nhà, ăn xong đi tới cái hồ. Anh em mình sắp tới xuống nước nóng rồi cả nhà ơi. Cả nhà có thấy nguyên đại gia đình của người ta tới đây để mà cắm trại vào ngủ qua đêm luôn cả nhà ơi. Mình sẽ đi khám phá xuống nước nóng ở Bình Định cả nhà ơi. Mình chạy vô. Dạ, đại yên. Trại nguy hiểm ạ. Quá mệt cả nhà, mình đã tới cái suối nước nóng này. Ở sau lưng mình là suối nước nóng rồi cả nhà. Ai ở Đề Di Bình Định thì sẽ biết được cái suối nước nóng này nha. Đó. Ở sau lưng mình là mọi người đang tắm một cái suối nước nóng rất ấm luôn cả nhà. Mà không biết tại sao ở trên đây lại có suối nước nóng nữa, mà nó ấm lắm nha. Để mình đi tới cho cả nhà xem nha. Vậy là nó chỉ có như thế thôi hả? Ấm gì đâu? Để thử ấm. Chờ. Để cho xuống tới. Ồ, vừa nóng thiệt á. Nóng nấu ấm. Trời ấm thì cả nhà ơi, ấm lắm. Kì có. Đi khám chờ. Người bị hơi bị rát nhiều nè. Cái nhà đi vô đây thử chưa. Đé đồ cao á, chảy luôn. Cả nhà ở sau lưng mình đó là một cái hồ nước nóng nha cả nhà, rất là ấm nha.
Hồi nãy mình quay vô cái nhà thấy đó là tại vì cái nhà biết sao không? Là lúc đó là nước đang, tại vì nó có hai cái van mạch ở dưới á, người dân họ làm, họ làm dưới đó cái nhà, tức là họ đục hai bên để có cái mạch để ra vô á, nên bây giờ được cả nhà thấy nước nhiều không? Nước nhiều là do là người dân ta xả ra nên nó nhiều lên vậy đó. Nước rất ẩm nha cả nhà, ẩm lắm nha. Nhưng mà mình nghi ở đây chắc có núi lửa nè nên nó mới vậy đó cả nhà. À, thôi bây giờ video cũng đã quá dài rồi. Bây giờ mình xin cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và Dù Sinh TV. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái tình thức tới nha. Cả nhà nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye.